đó mấy bạn hay inbox hỏi em á là có khoảng từ 40 triệu rồi hoặc là hơn chút xíu thì mua xe gì ngon bổ rẻ. À, ý là mọi người lại hỏi là tiền ít mà muốn hít khói thơm nữa đúng không? Ok anh em, thì đây, nó đây. Đó, đó là TFX150. Anh bán chỉ có 45 triệu thôi, anh em nào mà muốn mua nó thì qua xem xe trực tiếp. Biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha anh em, 45 triệu. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cũng như là Genix, thì với số tiền ít như vậy thì nó mang lại cho mình những cái gì. Điều đầu tiên là anh em ngắm xe đi, rồi mình sẽ nói tiếp. Rồi, trời đẹp quá mà nhìn Genix cũng đẹp. Rồi ok anh em, thì anh sẽ giải thích cho em ha, với cái số tiền 45 triệu đó thì cái con này nó mang lại cho anh em những cái gì. Thì cái con này trước á nó rất là mắc nha anh em, để sở hữu nó anh em những lúc mà nó mới ra 2016, 2017 là anh em phải bỏ số tiền là 110 mấy triệu mới sở hữu được. Đến năm 2018 thì anh nhớ là tụt xuống là gọi là 91 triệu mới mua được cái con TFX này. Thì hiện tại bây giờ giá rất là rẻ, anh em có thể chơi. Và con xe này như anh nói là đây, chủ xe là hay qua mình để bảo trì, bảo dưỡng thay nhớt cho con xe. Đó thì mình biết lý lịch và chủ xe này muốn ý định là để cho anh em xe với giá là 45 triệu để anh em chơi. Và với số tiền như vậy thì anh em mua được con xe như thế nào? Thì đây là con xe như vậy. Thì đó, anh em nghĩ đây chỉ có 40 mấy triệu anh em mua được cái con Exciter đúng không? Exciter sơ sơ dài con chó. Đúng không? Ok anh em, thì đó, như con này em sẽ ở đây em sẽ có phục upside down. Cameraman đề nghị tiên nghiệp lên đó, phục upside down. Quay xe đừng quay Genix. Rồi, có phục upside down biết không? Chứ không phải phục upside down nha. Thôi, chơi ngôn ngữ của mình đi, ngôn ngữ kênh Minimator, phục này phục sida. Rồi, rồi phục sida đây, phục sida vàng vàng này. Đó. Thấy không? 45 triệu anh em sở hữu rồi, đèn led. Con này đề 2017 đã có đèn led rồi. Đèn led này đã được bật mở, chủ xe đã bật cái công tắc gọi là lên, mỗi công tắc gọi là riêng biệt các em. Nên những con xe thuộc dạng là tiêu chuẩn châu Âu nha anh em, và chủ xe đã lên cái công tắc riêng biệt, khi mình ban ngày mình có thể tắt được đó, tắt lên tắt xuống đó. Rồi thì ở đây nó có bảo vệ các nước là đầy đủ nè, xe bảo hành bảo trì đầy đủ từ A tới Z, anh em thấy đẹp không? Xe rất là đẹp luôn, so với số tiền anh em bỏ ra thì nó đáng đồng tiền bát gạo đó. Coi capo nè, thì đương nhiên một thời gian sử dụng thì cái những cái ốp này nè em, nó sẽ hơi chảy xước do dắt, nhưng mà ở trong á mình đã phủ lại một cái lớp cách nhiệt mới, nhìn nó rất là mới. Và biển số thành phố luôn, anh em ở thành phố Hồ Chí Minh đi rất là ok, chính chủ biển số thành phố, đuôi sao đèn led. Ở đây là người ta có lên một cái tay dắt nè. Rồi em mà 1m6 ngồi thử xe đi. Con này mã lực nó rất là ok đó nha, con này rất là mạnh nha, đi lại trong thành phố rất là thoải mái. Ngồi con xe này rất là ok. Đó. Rồi đề máy lên. Đó, rất là êm luôn. Êm ru. Êm ru luôn anh em à. Đó. Thì ở con xe này á thì cũng được trang bị các như là báo giờ nè, báo đồng hồ nè, đó, báo km đi được nè, báo dòng tua, đồng hồ đó vẫn đồng hồ led, nhìn cũng rất là xịn sò luôn. Thấy sao? Với số tiền này mà để họ sở hữu con xe này rất là ok ha. Nè, xe bố thắng rồi còn đầy đủ luôn á anh em. Quay cho anh em coi, bố thắng nè, rồi dĩa nè, mượt ơi là mượt luôn, vỏ nè, giày cui luôn nè, anh em về chỉ chạy thôi không cần làm gì hết. Vỏ này á là nó đã, anh em mình sẽ nói cho anh em thêm về cái vỏ nè. Anh em thấy anh em qua Minh á, lúc nào á mình cũng dưỡng vỏ không, bởi vì xe mình không đi mình vẫn phải dưỡng,
mình mà không dưỡng thì mình để theo thời gian nó sẽ bị oxy quá nha anh em, nó sẽ bị lão quá cao su này, nó không có còn ngon nữa. Cho nên bắt buộc những cái vỏ mà về bên mình thấy lúc nào anh em qua chơi với mình á thì anh em cũng hiểu rằng lúc nào mình cũng dưỡng nó một cách đẹp nhất có thể, kể cả dưỡng vỏ, dưỡng bô, dưỡng mọi thứ luôn. Khi mình đậu một chỗ mình phải dưỡng thì cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn là khi mà mình để nó trần trụi đó. Yêu xe là phải gì đó, nó phuộc nè, không có bị gì hết, không có bị một cái lỗi nhỏ nào luôn á anh em, nhìn rất là đẹp. Cái kiểu con này nhìn rất là ngầu, không bao giờ mà gọi là lỗi thời luôn á anh em, thấy không? Nhìn cái bình xăng rất hầm hố. Trước kia người ta gọi nó là tiểu mối dết 1000 á, tiểu dết 1000 á, nhìn cái na ná như là cái kiểu dáng của dết 1000. Con gái chạy rất là thoải mái luôn nha, thấy không? Vinh ít ngồi là anh em nhìn là thấy là nhức cái nách liền. Cũng thoải mái, nhìn chân, nhìn ngồi lên nhìn chân dài á em, nhìn rất là chân dài. Và cái yên này ngồi rất là ok luôn nha anh em, cái yên này đi xa cũng rất là thoải mái. Để ngồi lên cho anh em xem. Rồi em chở anh đi. Rồi được không á nha, được không, được không? Đó, thấy không, ngồi rất thoải mái. Ví dụ mình có bạn trai chẳng hạn, mình ngồi mình ôm vậy nè, đó thấy không, ngồi ôm nè, ngồi ôm vậy, ngồi vậy nè đó. Không, xe này ngồi thoải mái lắm em, đi đi ban đêm mà mình đi đâu mà đi chơi đi đi dạo rồi rất là ok luôn. Nhìn là ok rồi, anh xuống nha. Rồi còn nói gì nữa anh em không? Số tiền 45 triệu cho một con xe này quá tuyệt vời rồi. Thì chỉ anh em nào mua chỉ cần liên hệ mình thôi, số điện thoại 0916640653. Qua xem xe trực tiếp tại địa chỉ 25 lô C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Anh em nào mà nhấc máy lên gọi trước thì để cho anh em trước thôi. Tại những con này thì nó rất là dễ bay đó. Còn khi nào mà anh em mua xe nhớ để ý ở dưới cái bài mình đó, khi mà mình ghi mà xe đã bán thì anh em vui lòng không có gọi nữa nha. Còn xe mà còn là mình chưa có để chữ đã bán. Ok anh em. Đây cho anh em xem nè, trời cái bình xăng mới tinh luôn nè nè. Anh em thấy chưa? Mới tinh luôn đó, anh em nhìn vậy nó mới rõ, mới tinh luôn. Đó. Chỉ có nó chạy miếng ở chỗ cái bô này thôi. Đó, mấy chỗ này là do là rửa xe lại dắt xe rồi nè, nó chạy một xíu. Rồi quá tuyệt vời rồi. Rồi cảm ơn em đã xem clip của mình và nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha. Còn mình sẽ ra nhiều ý tưởng clip hay và xe bán thì mình sẽ đăng là xe bán. Còn xe nào thì những clip chơi chơi mình sẽ đăng clip chơi chơi. Con này về anh em lên miếng đồ chơi nó là nhức nách luôn. Lên miếng đồ chơi là đẹp tuyệt vời luôn. 45 triệu cho một em xe. Anh em thấy có ngầu không? Cái điều đầu tiên á mà mình lái con này á, cái đầu tiên muốn chia sẻ cho anh em á là nó cực kỳ thoải mái nha anh em. Ngồi cực kỳ thoải mái. Thoải mái nè. Nhẹ lắm. Nó nhẹ. Nó nhẹ. Thoải mái, nhẹ. Với số tiền bỏ ra nó khá là thấp luôn. Với thời điểm hiện tại 45 triệu thì thoải mái, nhẹ, lanh. Thoải mái, nhẹ, lanh. Không có bị cấn ở dưới được. Khi mà mình đi xe bò thì đương nhiên mấy cái dòng này mà áp kịch mà. Một cái điểm là nó thua R15 và MT ha. Là bởi vì nó không có báo số thì những anh em mới tập chơi thì sẽ khó khăn. Nhưng mà đi thác nó quen à anh em. Không có báo số đi thác nó quen. Thoải mái lắm luôn, nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ luôn. Đúng không? Tiết kiệm xăng. Con này chỉ có 40 mấy cây một lít thôi anh em à. Một máy 150 một khối. Ôm cua thôi thôi. Thoải mái. Lắc lẹn nè, thấy không? Chở người phía sau. Mở đèn. Nhẹ nhàng. Anh em mới tập chơi chơi thôi là ok. Bảo trì bảo dưỡng con này thì không quá nhiều. Chở bạn gái đi chơi mỗi buổi chiều, mỗi tối trong thành phố thì thôi, nhìn nó sẽ ngầu hơn Exciter hay là Winner nhiều ha. Cái dàn chân con này rất là đẹp. Cái dàn chân của con này thì thôi nó rất là đẹp. Để cho anh em một cái nhìn thực tế hơn khi mà mình mua con này về mình chạy ha. Thay vì mình đứng yên một chỗ quay thì chịu khó mình quay vòng tròn một xíu cho anh em. Nó cũng rất là mạnh, nó cũng không quá là yếu nha. Nhưng mà max speed của nó sẽ không cao, max speed của nó chỉ 120 mấy thôi nha anh em. Thì nó là dòng nách kịch để cho anh em đi lại trong thành phố mà. Đâu có thiên về tốc độ nhiều. Mình là mình review cho anh em là thực tế nhất có thể luôn anh em. Nó thiên về cái độ thoải mái nó mang lại cho anh em thôi. Còn anh em muốn tốc độ thì phải sport bike,
Isuzu GSX đó, hoặc là R15V3 đồ đó đó, thì nó sẽ cho anh em tốc độ ok hơn. Hoặc là những dòng Underborn nhẹ nhàng, lướt gió, vài con chó mất tiêu giống như Exciter chẳng hạn, thì nó sẽ là mạnh, nó sẽ thiên về tốc độ cho anh em. Còn những con này là nó sẽ thiên về cái thoải mái, nhẹ nhàng, nhìn nó to vậy thôi chứ nhìn nó rất là nhẹ luôn, dắt một phát một anh em. Rồi như vậy thôi, nói nhiều không có hay. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker, và nên nhớ hai cái nón bảo hiểm này mình có bán cho anh em nha, đi lại trong phố rất là thoải mái, tránh bụi tránh này nọ luôn nha anh em, chỉ có 400k một cái thôi. Ôi về rồi, cảm ơn Vinix luôn nha, cảm ơn Vinix đã ngồi sau xe để cho mình quay những cái clip ok nhất. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.